Roman của Truy Mệnh và Greg trong tay của game thủ Hồng Anh. Roman Greg, liệu rằng Mệnh có bắt được ở trận đấu không? Chúng ta cùng chờ đợi. Oh,
Alo, và chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Một trận đấu mà vâng, như vậy là game thủ Truy Mệnh đã có một chiến thắng trước game thủ Hồng Anh. Vâng, 3-2. Vâng, 3-2, trận đấu Hồng Anh lên đời khá muộn. Và dường như là xây sai vị trí nhà BD. 3-2 rồi, Mệnh gỡ được một trận, chúng ta đến với trận tiếp theo.